giận chồng vợ đốt nhà phẫn nộ cảnh người đàn ông lao vào húc đầu túm tóc nữ chủ quán hải sản vì không cho mua chịu mất tích bí ẩn giận chồng vợ đốt nhà dung bị cảnh sát cáo buộc đã gây ra vụ cháy nhà để giết chồng rồi tự sát ngày 17 tháng 10, công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đang tiến hành các biện pháp tố tụng đối với triệu thị dung 36 tuổi trú tại xã hoàng tân thị xã Quảng Yên để làm rõ hành vi giết người. 4 ngày trước, Dung bị cảnh sát bắt giữ vì phóng hỏa đốt nhà để giết chồng. Theo cơ quan đi tra, đêm ngày mùng 10 tháng 10, ngôi nhà của vợ chồng Dung bị cháy khiến Dung và An, An. bị bỏng, phải đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát sau đó triệu tập người vợ lên trụ sở do nghi ngờ Dung gây ra vụ cháy. Dung khai nhận có mâu thuẫn với chồng nên dùng sang đốt nhà nhằm sát hại An, rồi tự sát. Phẫn nộ cảnh người đàn ông lao vào húc đầu, túm tóc nữ chủ quán hải sản vì không cho mua chịu được biết người đàn ông được cho là chủ một cửa hàng ăn bên cạnh đến mua hải sản và muốn được bán chịu tuy nhiên chủ quán không đồng ý trước yêu cầu này dẫn đến tranh cãi người phụ nữ nhất quyết từ chối việc bán chịu cho vị khách trên hai bên xảy ra cự cãi to tiếng khi người phụ nữ lùi phía bàn lễ tân thì người đàn ông bước tới dùng đầu đập vào mặt nữ chủ quán suýt ngã ra sau ngay sau khi được đăng tải đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng nhi người tỏ ra phẫn nộ trước lối cư xử và hành vi của người đàn ông trên Sao lại đánh phụ nữ thế được? Người ta không có bán chịu vậy thì thôi chứ lại to tiếng đôi co rồi hút cả đầu vào người ta thế. Xem cũng thấy bực. Tại sao lại có người ngang ngược như thế? Lại còn hành hung phụ nữ. Mong công an vào cuộc làm rõ sự việc. Chưa rõ đầu đuôi sự việc thế nào nhưng đoạn clip hiện đang nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mất tích bí ẩn, Khát Cửa Lò Nghệ An vừa có thông báo tìm kiếm chị Hoàng Thị Tâm 1988, chú Tờ. Nghi Tân, Caps Cửa Lò bị mất tích nhi ngày qua. Trước đó, vào trưa 11-10, gia đình bắt đầu không liên lạc được với chị Tâm. Dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của chị Tâm nên người thân đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Theo trình báo, chị Tâm cao khoảng 1m6, nặng 50kg, dáng người gầy, nước da trắng, tóc cắt ngang vai. Khi ra khỏi nhà chị Tâm mặc áo màu đen, quần vải màu tím, đi giày màu đen. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, bấm nút like, nút đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào, tạm biệt.